Anh Neo à, em muốn có thú cưng, nuôi sư tử con đi ha. Nó mềm mại lắm. Sư tử, cứu với. Không, không được. Còn cá heo thì sao? Đi mà, chúng mềm mượt lắm. Để anh nghĩ. Này anh bạn, chiếc bồn tắm là của mình mà. Không được luôn. Còn hươu cao cổ thì sao? Không, sẽ không có thú cưng nào trong cung điện này cả. Đây chính là rác của hoàng gia. Wow, ai đó? Nhóc cần nhà. Nhóc thật mềm mại và đáng yêu. Thưa nữ hoàng, có chú cún này ạ. Thật đáng yêu mà. Bé cưng, muốn xương vàng chứ? Em yêu, muốn có triệu đô chứ? Đừng nhận nuôi cún mà. Không. Đáng yêu quá đi. Đến với mẹ nào. Anh yêu, anh không muốn nhận chú cún này hả? Xem đáng yêu chưa nè. Ta sẽ gọi con là ngài Lancelot. Ok, được. Vậy chúng ta giữ nó lại đi. Ngài Lancelot, đến ăn sáng đi nào. Quản gia Lancelot của ta, con sắp có bữa ăn hoàng gia rồi. Đồ ăn cho cuốn, thưa ngài. Cái gì chứ? Không, thứ này chưa đủ hoàng gia. Còn thế này thì sao ạ? Tuyệt, Archie, cảm ơn nha. Và bữa ăn hoàng gia đây rồi. Archibo, đưa cho ta chiếc dao yêu thích đi. Vâng, thưa ngài. Chúc ngon miệng. Đây là quần của ta à. Chúng bị hỏng rồi. Ngài Lancelot, sao con có thể chứ? Con làm hỏng đồ của ta rồi nè. Ta sẽ trả đũa con nha. Anh yêu, anh mua đồ mới cho cuốn của chúng ta chưa? Anh thiệt rộng lượng mà. Ngài Lancelot, thay đồ đi ha. Ba sẽ lo cho con nha. Ngày giặt giũ đây rồi. Mình tự hỏi có nên chuyển chế độ nhẹ cho vương miện. Chiếc áo choàng này nên giặt 2 lần. Tuyệt. Cái gì đây? Nhầm chế độ hả? Chiếc áo choàng bé xíu và vương miện. Ngài Lancelot, đi đâu vậy? Gì cơ? Giày dạ hội của ta. Ngài Lancelot, con lại giải quyết trong đó nữa sao? Sao con lại có thể chứ? Đôi giày hoàng gia của ta. Gì chứ? Chú cuốn đó. Anh à, có chuyện gì vậy? Ngài Lancelot phá hỏng giày rồi. Nhưng em có cách để giải quyết điều đó đây. Vậy cuốn cưng, con thích đôi này không? Cảm ơn Archie đi. Rất vui khi được giúp, thưa ngài. Ngài Lancelot, thần sẽ dạy đấu kiếm cho. Kiếm đây. Tự vệ đi cuốn cưng. Thế thứ ba, thế thứ nhất, và cú dứt điểm. Kiếm bị mất rồi cuốn à. Ôi trời, hết giờ học rồi. Lính canh ngủ hết rồi à. Mình có thể trộm tranh đắt tiền. Chỉ là một chú cún nhỏ mà thôi. Cưng có thể làm gì đây? Chú cún biết công phu. Đưa bức tranh đây coi. Là của ta mà. Rồi, người thắng đó. Cẩn thận, có trộm. Gì chứ, ngài Lancelot, con đã ngăn lũ trộm. Chú cún anh hùng mềm mại của ta. Cảm ơn con nha, anh bạn. Ngài Lancelot, ta có quà cho con nè. Mở ra đi, hy vọng con sẽ thích nó. Có gì thế? Để xem nào. Là chú gấu bông bự và mềm cho con chơi đó. Thích không nè? Không. Này, ngài Lancelot, còn chiếc hộp thì sao đây? Có lẽ chiếc hộp sẽ thích hợp với con hơn.
Rồi, ngài Lancelot, ta biết rồi mà. Đây mới là món quà tuyệt nhất cho con nè. Ngài Lancelot, chào mừng đến với lâu đài biệt các tông riêng của con. Vậy con thích chưa? Con là chú cún hoàng gia rồi đó. Ngài Lancelot bị bắt cóc rồi. Em chẳng thể tìm thấy. Ôi trời, nhìn kìa. Ta có chú cún của ngươi. Và ta muốn tiền chuộc, cả tranh hoàng gia nữa. Đưa chúng đây nếu như muốn cuốn của ngươi quay trở về. Gỡ hết tranh xuống đi. Sao lại chậm vậy? Chẳng ai mang tiền chuộc cả. Chẳng ai cần ta. Lại đây nào cuốn à. Ngươi là người bạn thật sự. Bức tranh này. Và này nữa nè. Nhanh lên. Cưng à, đói chưa? Muốn ăn không nè? Thích chứ bé cưng. Ta thích chương trình này. Ta buồn ngủ rồi. Mình hiểu rồi. Và bức này nữa. Ngài Lancelot, nhìn kìa em yêu, cuốn về rồi. Và còn mang thêm những chiếc cúp nữa kìa. Giỏi lắm ngài Lancelot. Con là chú cuốn tìm đồ giỏi nhất thế giới đó. Ngài Lancelot, ngài muốn gì cho bữa tối nay? Hào không? Gan ngỗng? Gì chứ, đồ ăn cho cuốn thôi hả? Chắc chứ. Rồi, hiểu rồi. Lên món ngay. Đây, bát thức ăn bằng vàng đây nè. Không, sao vậy chứ? Ngài không muốn ăn à? Ok, ta sẽ mang nó đi ngay. Ta đang lãng phí thức ăn đó. Ngài Lancelot, ngài muốn ăn trong thùng rác hơn à? Hóa ra là như vậy. Archibald, đến đây ngay đi. Ta muốn phong ngươi làm hiệp sĩ từ lâu rồi. Khoảnh khắc ấy đã đến. Ủa, thanh kiếm bị kẹt rồi nè. Thôi nào, điều này luôn xảy ra. Ừ, đúng là tệ hại mà. Này, ngài Lancelot, giúp ta đi nào. Archibald, ta phong ngươi làm hiệp sĩ của đệm cuốn vì lòng trung thành của ngươi. Giỏi lắm, ngài Lancelot. Ta thích mua sắm hoàng gia lắm. Anh à, anh đưa em thẻ tín dụng không giới hạn được chứ? Của em đây, đừng có dùng hết đó nha. Cảm ơn thưa ngài. Wow, bao nhiêu? Đó là ngân sách hàng tháng của cả vương quốc. Em yêu à, mua sắm xong chưa? Đợi đã. Còn ngài Lancelot thì sao? Rồi, thẻ đây ngài Lancelot. Chỉ là đừng dùng hết nha. Bao nhiêu? Chú cuốn này sẽ làm ta phá sản mất. Ngài Lancelot, ta sẽ dạy ngài điệu nhảy hoàng gia. Xoay. Và 1, 2, 3. Đến lượt ngài đó. Ồ, như vậy là quá nhanh rồi. Đúng là điệu nhảy hôi quá. Archibald, nhảy đi. Ngoan quá. Đem ta chiếc nhẫn đi. Chạy đi. Lại đây nào. Của con đây. Cuốn ngoan. Làm lại nha. Em yêu à, em đang chơi với cuốn nè. Ta thử được chứ. Ngài Lancelot à, nhặt đi. À, nhóc không thích nữa rồi. Chuyện thường mà. Lần nữa. Ngài Lancelot, đem cho ta chiếc nhẫn. Không à, có chuyện gì vậy? Sao cũng được. Ta biết người luôn trung thành và không từ chối ta. Archibald. Giỏi lắm Archibald. Của cậu đây. Nhặt đi. Cuốn sách thú vị quá đi à. Có gì thế nhỉ? Phép thuật, thần chú. Ồ, biến đổi thành người. Thú vị đó nha. Ồ, mình thấy lạ quá à.
Ngài Lancelot, con ở đâu? Anh bạn à. Ngài Lancelot, các bạn ơi, các bạn có thấy chú cún ở đâu không? Hãy bình luận và giúp mình tìm nó nha.